Đều lục cục. Bình thường thôi nhỉ. Nó cánh to rồi nó nhỏ. Sao nó ủng không? Con giá gì? Cho lên cái giá gì? Cái giá kê ấy, bằng cái gỗ gốc cây à? Hôm nào mình kiếm gốc cây chưa kiếm được, hôm nào mình lười chưa kiếm. Tôi đến nó gắn bằng cái cây ấy chứ. Mai về mình hạ lại cái vải xuống mấy cái gốc. Bây giờ có một cái cây cảnh ấy, cái xanh là thế bonsai ấy. Cắt phân gốc không để phơi khô đi. Đấy cái nguyên cái thế trên đấy là cây bonsai luôn đấy. Cái này kém này, cái này tỉa đơn sắc, bông này sẽ không đẹp vì nó đơn sắc, sâu ra không sâu ra cũng không đẹp, nó vẫn lên được đấy, vẫn lên được màu hồng vàng nhạt. Phản ánh sáng cái này kia nó phản sáng nó vàng, nó sẽ tự nhiên nó sẽ đậm hơn, phần trên nó nhận nhiều ánh sáng nó sẽ nhạt, dưới nó ánh sáng giống như một bức tường nó nhìn ban ngày, bình thường nhìn một bức đầy đủ ánh sáng nó sẽ chẳng, nhưng mà nhìn một góc hai vào một góc này hai bức nó ập vào thì nó xanh hơn. Tức là nó có độ bóng này, độ 3D á. Dưa này ăn ngọt lắm này. Dậy thì 5 giờ sáng đi mua hoa mua mấy quả mình đi cảm với bạn bè bao giờ mình đi mỗi lần vợ con hết rồi vợ con công việc đấy nhờ nó khó còn nhờ nó đi nó không biết mua gì mình đi mình chọn cái đấy ưng.
sớm cũng có cái lợi. Nhưng mà mình cưới sau thì có cái cũng là được nhiều nhất khi mà còn thanh niên. Ở trên thì hồi quên tim ở nhà tôi treo nữa rồi. Chứ tim gì? Tim hoa, tôi cài hoa tươi. Chưa cài. Đang cài dở. Bây giờ treo như thế nước ở xốp nó ra hết thì mai sợ anh hoa. Có yên rồi. Trẻ em. Nhưng mà nó cũng để ngoài giờ. Mai cài hoa mới. Một xương một xuống. Ông chắc chưa nhìn thấy cái trái tim này, tôi treo đằng sau cái bàn đấy. Chưa thấy. Ý tưởng đấy tôi nghĩ ra từ đợt cưới ông Doanh, em Doanh ấy, nó cao nên cưới ông đấy. Tim thừa không được như ý, nhờ mua hoa hồng phấn là nhạt mà chị hỏi và mua toa hồng đỏ đấy, nhưng mà cảm nó không nổi được. Yeah. Tự đi hoa mình cứ tỉa dưa này là mình lại thèm ăn dưa này. Tỉa sâu sâu vào dưa này. Bây giờ cách đây cũng 2 năm gần đây mình đam mê mình cứ mua dưa này đủ những liệu bày cái mâm ngôi này nhỏ tỉa xong bày chụp ảnh mấy kiểu xong rồi để tủ lạnh bổ ra cho người nhà ăn. Cụ tiền thì ăn không hết thì đầy đủ lại. Đấy, chi tiền thì bỏ tiền ra công sức mình làm có như mình luyện. Mùi chùa rồi, mẹ xà phòng ta lâu chắc phải được cả mấy rồi. Tôi làm mấy xà phòng. Xà phòng đợt ta làm nhiều, kiểu hoa. Nó hỏng hết nhỉ. Cái xà phòng anh nó gặp thời tiết nó oxy hóa hết. Nó không chịu được. Nó khô dần dần nó bung hết. Cứng bung. Nó phải để trong hộp ấy là nhật kín. Kín nó chấn không chung. Kín không chịu. Nó không phải là cái chất ấy. Nó không phải là cái chất để nó kết nối được lâu dài. Như gỗ hay sắt thép nó còn chịu được. Cái đấy mình gắn keo chắc đến mấy thì đến lúc cái lớp ngoài nó khô nó bột rồi lớp trong nó không ngấu được. Nhưng đầu tiên mình nghĩ là nó sẽ có độ bền không? Sau này nó thực ra là đến lúc mà nó hết cái chất kết của nó ấy, nó gặp không khí nó kiểu là nó bung ra, tự nó bung ra. Sau tự bung ra xong dần dần là nó tỏ rời rộng rộng như cơm nguội. Ừ rồi, nó bị tổng mua bao nhiêu dư, tổng mua bao nhiêu vậy? Sau phòng tháng mua chắc mấy chục bánh. Từ phút tắm không hết. Không biết làm để làm việc gì nữa. Nhiều thì mức dán lại cái bức tường nhá. Mỗi bức tường ở trên tường mà mình dán thôi, gần kín bức tường đấy. Cứ mỗi một ngày là phải mấy viên. Mà lúc đấy còn khu rau thái này, khu rau thái này tỉa nó còn cây.
tỉa con dao chế cơ, nhưng cái nó máu máu tỉa cơ, tỉa con dao chế nó cày kinh, nó cày nó xước ấy, kiểu đưa vào nó lỗ, nó lỗ ra ấy. Nó không chịu được. Phòng rồi nó không bền được, quánh rồi, mình cày vào nó xước hết. Đây, con này đi sâu dao xuống nó đẹp. Nói chuyện với anh em trong hành trang. Sơn Đoàn Văn em ở đâu? Em ơi. Phát trực tiếp mà. Phát trực tiếp mà. Nó hỏi mình nói nó nghe thấy hết. Mình nói gì nó biết. Nó nghe trực tiếp mà. Cái này mới quá. Có lâu rồi. Phát suốt thì bọn nó có những đứa ngày nào nó phát vài video. Nó hỏi mình nói là nó biết ngay. Nó nghe thấy, nếu mà nó còn đang xem nó nghe thấy. Còn giờ những ai bây giờ tại là có 6 người đang xem. 6 người đang xem. Bây giờ khuya rồi, đi ngủ hết rồi. Thì mai lúc nào nó báo mình đã quay trực tiếp không? Thì mai những cái này mình lưu lại, cái video này nó vẫn lưu lại không? Ai người ta dậy buổi sáng người ta thích xem, người ta lại xem lại. Nếu không thì thôi. Chơi tí rồi xong. Cái lúc này là cái quả bí nữa. Tiếng nữa xong. Đúng không? Tiếng nữa thôi là xong rồi đẹp. Ngoáy thì ngoáy nhanh. Lặng quá sập sáo. Không có bí thì nhanh mà. Bí mình phá hoa to là nhanh. Quả này mình tiểu hoa to thì tí xong cái gì. Gió á. Gió đi chữ. Còn là tỉa ấy kia chẳng cần bao giờ tỉa nó, dưa mấy đúng không? Để qua không để không cần làm dưa mấy đúng không? Chúng làm mấy cái kia. Cái đầu của quán cái chuột ấy, đầu nó đặc đấy, đầu cuống. Tí cái kia vẫn làm được ấy đúng không? Nhưng làm xong vẫn cái của nó vẫn vẫn làm được salad không? Làm được. Quả rất
con chuột nó dài mình cắt cắt một đầu đấy nhé, cắt một đầu đuôi nữa, xong lấy sục sục á, làm hoa sục, đuôi nhỏ thôi làm hoa nhỏ, còn phần giữa mình vẫn làm ấy được, vẫn dùng được, vẫn dùng dưa chuột trẻ được. Chuột bây giờ nó kém tại vì lõi nó to, lõi nó hạt nó thô, hạt nó xuống tận phần gần đến cuốn. Người ta vặt nó muộn là một, thứ hai là cái người ta bán người ta để nó rất là lâu, ta để cả tuần người ta mới bán cho mình, không từ lúc người ta nhà vườn đến tay mình nó cả tuần rồi. Cái dưa này ăn ngọt, ngọt thơm, thơm hơn dưa này, nó thanh. Đi siêu thị mua được loại xanh nào màu này, cái xanh thì nó ấy hơn, cái xanh lại còn trông nó buồn cười hơn đi, thà là người dùng quả đu đủ là xong. Không, xanh nên màu này. Xanh dưa lưới nhé. Ừ. Như xanh á? Ừ. Tỉa phá vỏ đi à? Phá vỏ cái gì? Vỏ. Tỉa phá vỏ như quả dưa lưới vàng á? Ừ. Tỉa bỏ vỏ đi á? Ừ. Nhìn bọn nó làm. Ừ. Sao nhiều cái nó này nó làm nhìn nem nhem đấy, hay chúng nó làm nó không gọt sạch đi? Không gọt sạch, riêng cái loại dưa xanh thì dưa lưới này không để tí vỏ nào, để vỏ trong nem nhem. Trong nem nhem nem mà vứt đi đúng không? Để cùi luôn, cái xanh lên màu mà nó cũng nổi cánh thôi, nhìn nó cũng đẹp, bánh nhìn. Hôm trước mình đi cái chào em. Giờ này vẫn chưa ngủ. May là không khắc tên đi đúng không? Khắc tên đi. Như này nếu mà bọc mà bọc thực phẩm vào để ở tủ mát thì giữ được khoảng 3 đến 4 ngày. Nếu mà bày bình thường ở ngoài thì được khoảng 1 ngày. Nó là dưa, hoa quả nó nhanh héo. Ra ngoài gặp điều hòa mới quạt là nó bay. Cái này để không bao lâu nhỉ? Theo người để không bao lâu? Bay ngoài giờ.
bề ngoài rời cũng thì không được một tiếng, nó chảy nước ra ngay. Bề ngoài rời vẫn bay được. Bề ngoài rời chỉ có lạo vỏ, không tỉa được. Tỉa nó ủng nó chảy nước ra. Ra anh gặp ánh nắng với gió là nó nóng và nó chảy nước ra ngay. Hôm trước mình làm cho lễ chùa mình biết chảy nước hết. Để ngoài rời nó có chảy đầy. Rùa nó bị lỏng rùa rồi. Không chịu được. Chọn dưa để vỗ mà nó bong bong bong, nó không bị lỏng ruột hoặc là bị bịch bịch để lỏng ruột tiểu hay thì chọn dưa chọn cuống nhỉ, cuống rau xanh thì nó mới mới hái thì nó chọn cuống một phần. Bây giờ ông gặp cả một đống dưa cuống héo rồi thì ông buộc phải chọn dưa đúng, phải là dưa xanh nhé, cuống vẫn xanh. Quả nào nó bị va đập nó vẫn dập dập ruột như ở trong long ruột. Khi ông đang tỉa nó bật cả mạng ra. Sao nó tách lớp ấy. Đấy. Nó già, nó tách lớp, nó cát, nó tách lớp. Loại đấy là một phần, loại đấy đang tỉa nó lứt, một vẹn luôn. Bật ra. Thế hả? Nó lứt đấy. Lứt sao được. Nó bị ấy. Đi giờ anh thức mà đã phần nào đó những làm mô hình không bao giờ làm dành ra được, kiểu gì cũng phải làm vội. Ông cứ hình dung như sáng mai chuyển này lên đấy cũng đã mất bao thời gian rồi, đúng không? Nếu mà không ấy trước không kịp, không kịp ấy thì đó là nếu không người sách hộ là đã không thể đưa lên được. Nhưng mà thường một quả dưa này vẫn để được 2 ngày, đúng không? Nếu để bình thường ở mức độ bình thường thì không sâu tay không được. Bình thường tôi bày mô hình bày dưa này, tầm chiều bày xong bày tối đó, đến tầm 11 giờ gỡ ra có được xong lại để đủ lại thường sau vẫn bày được, vẫn chơi được mấy tiếng. Vứt luôn ngoài, một nhát vứt luôn ngoài. Đi ngoài rõ to. Cái giá ở trên có chắc không? Cây gỗ có chắc không? Mình kê lên cái bàn này mà. Cái kê nhỉ? Kê lên cái bàn này là... Không có giá à, cái gỗ đâu. Không, gì có gỗ, cái giá gỗ. Cái kê mà kê trên mặt phẳng á? Đó. Lấy cái gì ra nâng con công? À, công thì mình gắn lên cái gốc cây này. Gốc cây to. Có 2 gốc này. Một gốc nó có chiều cao cành rất nhanh, một gốc thì bao nhiêu dễ nó xòe xung quanh. Mình tính cái giá mình gấp lại được không nhỉ? Mày mình tính cái giá lốc, cái giá gấp lốc. Lại ừ. Gấp lại khi nào mình đi đâu mình đưa lên xe mình chẳng lên xe mình chở đi. Chứ mình chở nguyên cái gốc cây thì mình chết. Không mình làm giá bằng gỗ nhỉ? Mình cắt gỗ rồi mình cắt cho mình thành khớp khớp. Khớp một nơi thì liên kết. Thì gỗ nó sơn màu, sơn ta vào thì nó trông nó cũng lịch sự hơn là cái sắt.
có một lần mình làm cái đám cưới mình chơi ngay cái cưới đứa bạn thế xong mình làm ngay cái giá mà nó để đựng đựng bánh kem ấy điểm. Ờ đấy, cái đấy dùng quá đẹp luôn, 3 tầng. Đúng không? Ừ, nhưng mỗi tội nó phải, phải có hoa để cắm cơ, nó che cái. Thì buộc phải có bày, nhưng mà không hỏi chị gì cây chân ngon. Giờ có kiếm các cái bình đấy, bình sứ, đốm sứ, đặt luôn lên miệng, miệng bình hoặc là các cái. Thì cái bọn nó để ấy. Thế thì mình cắt cái ống ấy là xong, cái ống trắng là xong, mình dựng thành một cái dàn như kiểu dàn pháo hoa ấy. Đó, gắn các ống tre lại cũng được. Ông đợt, đợt năm kia, khoảng năm ngoái, ông Phương ghép ba cái ống tre lại, một trong để nón ở đây, để luôn ở dưa vào để nón. Đêm rồi ăn dưa đã buồn ngủ. Ngõ chậm đã gần xong rồi. Ừ. Có lẽ mình từ từ lấy gì không lâu đâu. Quan trọng nó có đẹp hay không, chứ còn không đẹp thì chẳng có tác dụng. Đúng không? Nhanh mà vẫn đẹp. Còn lại là mình không thích rồi, tại vì nó bị đồng màu, trong màu nó bị kiểu đơn sắc, nó cứ phải nguyên liệu nó phải đa sắc nó mới đẹp. Chưa tí học
xe thôi nhỉ, nó dọc đúng không? Còn này này, lấy ít hoa này nhá, ừ. Nhiều quá nó dọc, ừ. Cái vòng nó chỉ giữ. Này bày nhà bày trên trên đó trên nhà cưới. Bày nhà. Nhà cô thì chú bác tất cả mọi người về nhà đông đủ. Còn những lúc lên nhà thì chỉ nói đa phần là lên. Hôm đấy người hát hò. Ô cái này bày ở cái bàn ngay ở chỗ bàn thờ. Tôi định bày ở chỗ ngoài sân. Cái cưới á, cái chữ đi chỗ ở sân đi chỗ không chỗ bàn người ta ăn không xin thẳng thẳng ban rời ra ngoài đấy. Có gì rồi chưa? Chưa rồi à? Chưa rửa? Chưa. Đi rửa ấy. Hôm trước anh gọi em á, anh gọi em là để ấy, để định mua ấy phụ kiện. Hôm nay anh cần làm nắng hoa. Ô, chào anh Thắng Trần. Anh chưa ngủ à? Thôi thì sáng sớm đi ngủ rắn hoa rắn lắm, bị rắn lắm. Ông mua hoa tươi chưa? Hoa tươi? Ừ. Trước tôi mua mọi người sẽ mua tỉa hoa đủ cho. Thế chưa? Sáng mai đi gửi á? Show mà.
mẫu này thì sẽ lâu, mẫu này thì không nhanh. Chiều mai về không từ xem nữa mai đón chồng tôi về dự tà hoàng xong thì uống nước xong về của nó về sớm đúng được nhớ ra ngoài thành phố này. Không nhỏ nhớ ra khỏi thành phố này nhớ ra gì xe cận ngay đinh nhiều. Thank you.
bao giờ chuẩn bị nó sắc lét đúng không? Con đấy dao mượt dao mượt lét, thấy con dao này đó này đi, nó cảm giác nó êm đúng không? Êm dao đi chơi dao. Chết người chai khói lửa mà chết.
Snow. Món này kiểu gì vậy? Con này ngắn như kiểu sáp. Bản thân nó không ngắn nhưng mà nó mài nhiều. Con này ông thì được con đấy xem. Đấy. Nhựa. Đang nguyên hát hay đúng không? Hay là đang nguyên. Mình thích nghe này hả? Mai thích hả? Nghe dòng nhạc này thì nghe dòng đang nguyên. Mình không đang nguyên thì chế linh.
Đây wifi anh mạnh phết đấy, đúng không? Wifi của mình thì đêm khuya thì mạnh, nhưng còn tối thì chẳng chẳng yếu.